Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi trở lại 8 game. Các bạn cùng mình phá cái đầu tiên nha. Sun Quest Pro 2. Ok, let's go. Đây là một cô gái trẻ, nhưng mà khi tắm xong và rửa mặt xong, cô ta lại hóa thân thành một bà già. Rất là xấu xí luôn. Ngạc nhiên chưa? Hóa thân thành một người ruồi. Wow. Đóng cùng là ma, đóng cùng là ma. Một con ma cò rồng hút máu. Và mình sẽ biến con ma này thành một con hải cẩu. Ok, nó sẽ ăn cá. Rồi, làm bộ răng cá mộc mới đi. Rất là đẹp luôn. Mình sẽ câu xem được con gì. Wow, một chú bạch tuộc. Oh, bạch tuộc máy, bạch tuộc máy móc. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai, Pen 10. Let's go. Z-game content. Ok. Let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang kênh thứ ba, Zombies Tsunami. Ok, ăn này thôi. Yeah.
xe nó khoảng 12 con zombie bắt đầu cũng đối phá được cái xe đó. Ok. Boom. Let's go. Visa. Mày thật, suýt kiểu đấy mình chết chết. UFO. Càng nhiều zombie thì các bạn càng khó điều chỉnh nhá. Ok, let's go. Cuối cùng còn có 7 anh chàng thôi. Oh my god, không qua được cái này rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. PVZ2, let's go. Boxcars. Từ game này thì các bạn chơi online hoặc chơi offline đều được hết. Nếu mà offline thì các bạn vào game rất là nhanh. Còn online thì các bạn phải đợi một chút thì mới vào được bên trong. Ok, không biết được cái gì đây. Wow, rất là nhiều tiền. Rồi, Evan. Evan này không biết có khó không? Chắc mình phải bảo vệ những cái này rồi. Ok. Wow. Biết cái gì đây? À, cái này là zombie ăn thì nó sẽ gọi là khỏe lên. Và nó cũng trưởng luôn. Hoài luôn. Thank you.
Okay, let's go. 방송. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Stubby Zombie 4. Play. Okay. New try. Play. Đây là một tựa game mình mới lau lắp về. Và tựa game này chơi rất là hay. Ok, mình sẽ để ở đây cho các bạn dễ nhìn. Rồi, let's go. Map càng to ra. Ok, let's go. Wow, lại thôi. Sao về thật vuông góc. Rồi mình sẽ vuông góc lại. Ok. Rồi mình sẽ bắn đến 20 rồi mình sẽ chuyển sang game. Chuyển sang game tiếp theo. Mới 39 rồi, đây là 20. Let's go. Ok, và các bạn cùng mình khám phá game tới game tiếp theo nha. Stubby Zombie 3. Lại là Stubby Zombie 4 và giờ là Stubby Zombie 3. Ok, let's go. Nhiệm vụ này các bạn phải ăn được 5 cái bánh này. Ok, và tiêu diệt được 30 con. Wow, 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 phải rồi nha. Rồi, mình sẽ thử cái này xem có chết không. Đừng làm mất bánh này được. Oh my gosh. Đã mất một cái bánh. Hoàn lành của tôi. Ok, let's go. Boom.
Wow, wow, đây rất nhiều bánh, mình sẽ bắn ở trên này. Không thì mất bánh như chơi. May thật, chưa mất bánh. Okay, let's go. Rồi, ok. Và bây giờ thì mình sẽ phải điều chỉnh. Làm sao để tiêu diệt càng nhiều càng tốt. Ok, vừa đủ. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Park con equip. Ok, let's go. Kiểu game này rất là khó các bạn nhá, chứ không phải dễ đâu. Trông thế thôi, nhưng mà các bạn mà không cẩn thận là sẽ chết ngay. Ok, xuống đây nào. Tắt luôn. Đã bắt đầu bật. Rồi. Tắt. Cái này phải tắt luôn. Không là sẽ chết ngay. Ok. Tắt tiếp. Rồi, let's go. Ngừng. Ngừng. Rồi, ngừng. Thả. Thả cái này cũng không được. Wow. Cái này phải ấn tiếp một lần nữa thì may ra mới thành công. Rồi, mình sẽ tiếp tục đi thôi. Yeah. Oh my god, hoài thế. Rồi, ok. Let's go. Whoa, 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 whoa. Whoa. Wow, wow, wow. Vâng, anh lợn này anh đã ra ngoài rồi. Vâng, anh ta đã đi luôn. Rồi, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Ok, let's go. Wow. Rất là khoai sọ luôn. Ok, đã vượt qua được. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.